rồi. Ngay trên đầu. Gặp như này này. Thế mọi người ạ. Bà phải để tay về đây không nhìn thấy đấy. Bởi vì đèn nó chiếu nó nhìn được ấy. Từ từ nhá, tí chịu nóng tí nhá, quạt cầm. Hello mọi người nha, hôm nay em sẽ về rất nhiều hàng mới ạ. Mọi người ai đang xem thì để lại, thì comment cho em biết là đang xem đi ạ. Ai đang xem để lại cho em một dấu chấm nhá. Trả lại chị vừa chụp ảnh cho nó đâu, em để đâu rồi? Hôm nay sẽ có rất nhiều hàng mới về, rất là đẹp luôn. Với cả xả hàng nữa nhá, với cả sẽ xả bom rất nhiều mẫu. Lấy này chị đi với bạn một cái nữa để cất riêng á, tí chị chốt. Mọi người ai đang xem thì cho em biết là đang xem đi ạ. Ai đang xem thì chấm cho em một cái nhá. Hôm nay sẽ chơi mini game tặng luôn cái váy nỉ em đang mặc này. Váy nỉ này về thêm đợt nữa nhá, đợt trước hết sạch hàng luôn. Mọi người ai đang xem mình chấm cho em một cái đi ạ. Mọi người xe vào 5 hội nhóm để được nhận áo không đồng nhá. Xe vào 5 hội nhóm để được nhận áo không đồng. Ai mà đã chia sẻ rồi thì comment cho em mà đã chia sẻ nhá. Mọi người ai mà đã chia sẻ rồi thì comment cho em mà lại, đã chia sẻ. Bạn lại cái này phát chắc à. Em chào chị Hanh Trân ạ. Mọi người xe vào 5 hội nhóm. Chị cứ gửi em đi ạ. Xe vào 5 hội nhóm để được nhận áo không đồng nhá. Hôm nay em sẽ chơi mini game tặng luôn và em đang mặc cho mọi người. Và gì? Áo kẻ à? À hôm nay áo dạ đâu ạ. Tối sẽ like áo dạ nhá. Mọi người mà xem áo dạ thì tối nhà em sẽ like. Em chào chị Quỳnh Lệ. Chị Quỳnh Lê ạ. Chào chị Ngô Thảo nhá. Đầm mẫu mặc sẽ bán với giá 99.000 áp dụng cho ai chia sẻ cái live stream này nhá. Nếu mà hôm nay ai chia sẻ live stream này sẽ bán, em sẽ bán giá váy em đang mặc với giá 99k nhá. Em còn, ơi chị Ngô Thảo chỉ lấy áo dạ thôi. Có thấy chị Hương Ha Kin ạ. Hương Ha Kin. Ok mọi người tí nữa lên 100 tầm 150 người xem em sẽ bắt đầu chơi mini game tặng luôn váy em đang mặc nhá. Tặng luôn cái váy em đang mặc với bình thường là hôm nay sẽ sale với giá 99k. Em lấy ạ. Chị gì đấy? Ai lấy váy mẫu mặc comment là váy đang mặc nhá. Ê, Ngô Thảo nếu mà ai lấy váy em đang mặc luôn ý ạ thì mọi người comment cho em là váy đang mặc kèm số điện thoại nhá. Váy em đang mặc có giá là 99k. Và bây giờ tí nữa lên nhiều người xem một tí em sẽ bắt đầu chơi mini game tặng luôn váy em đang mặc cho mọi người. Em chào chị La Thị Mỹ Dung. Có thấy chị La Thị Mỹ Dung nhá. Mọi người xe vào 5 hội nhóm để được nhận áo không đồng nhá. Xe vào 5 hội nhóm đi ạ. Ai đã chia sẻ rồi thì các mình cho em biết là đã chia sẻ nhá. Hôm nay em lên chị xem dàng này. Đây nhá, dàng váy nó như thế này. Mọi người chơi game đi, biết đâu được tặng được thì sao. Dáng váy nhá, em mặc em mét 6 mặc qua gối một tí, mặc lên dáng này rất là đẹp. Đây nhá. Mọi người cứ chơi mini game đi ạ, biết đâu sẽ may mắn trúng một cái váy em đang mặc. Không phải mua luôn. Đây nhá, dáng váy đang mặc rất là đẹp. Chỉ hôm nay chỉ bán với giá 99k dành cho ai đã chia sẻ livestream nhá. Dành cho ai đã chia sẻ livestream. Và mọi người chơi mini game đi, biết đâu may mắn sẽ trúng được một cái váy. View bao nhiêu à? Lên 250 à, lên 200 người bắt đầu chơi nhá mọi người nhá. Lên 200 người. Chia sẻ mạnh tay cho em đi ạ, lên 200 người bắt đầu chơi mini game nhá. Ai đã chia sẻ rồi thì comment cho em biết là đã chia sẻ ạ. Ghim. Mọi người share vào 5 nhóm để được nhận áo không đồng, nhận váy không đồng nhá. Xe vào 5 hội nhóm để được nhận áo không đồng. Xong rồi em sẽ bắt đầu chơi mini game đây ạ. Lên 200 người xem em sẽ bắt đầu chơi mini game nhá. Ok bây giờ em sẽ lấy một tờ tiền nhá. Một tờ tiền này và mọi người sẽ đoán số, hai số cuối của tờ tiền này nhá. Em sẽ cho mọi người một gợi ý để mọi người đoán số nhá. Mọi người đẩy view lên tiếp đi ạ. 189 người nào sao cứ tụt view thế. Đang 197 xuống 189. Mọi người xe mạnh tay cho em đi ạ. Có thấy chị Ngọc Trần nhá. Em sẽ tặng này, em sẽ chơi mini game tặng luôn váy nỉ em đang mặc.
cho ai mà trả lời nhanh nhất nhá. Và đúng nhất. Và chia sẻ livestream theo đủ các bước. Mọi người share vào 5 hội nhóm cho em đi ạ. Để lên 200 người mới bắt đầu chơi nhá. Lên 200 người mới bắt đầu chơi. À, và em đang mặc bầu, mặc được đấy ạ. Bầu bầu to cũng mặc được. Bởi vì chân này rất là co giãn, chân nỉ rất là co giãn nhá. Bởi vì dáng suông nữa, thế nên là bầu bon chen thoải mái. Bầu bí bon chen thoải mái luôn nhá. Mọi người xem vào 5 hội nhóm này để được nhận váy không đồng. Ai mà đã chia sẻ rồi thì comment cho em là đã chia sẻ nhá. Comment cho em biết là đã chia sẻ. Để em sẽ chơi mini game. Phiêu tụt thế nhở? Tâm Lan em chia sẻ chưa? Hôm nay nhà em không like giày ạ. Hôm nay nhà em không like giày nha mọi người. Mọi người xem mạnh tay lên cho em đi ạ. Em có thấy chị Nga Nga nhá. 65 cân mà cao 1m6 rồi ạ. Nếu mà chị 65 cân cao 1m6 là vừa, cao tầm 1m6 trở lên là vừa đấy ạ. Bởi vì cái chất nỉ này cũng rất là co giãn. Chân nỉ này cũng rất là co giãn nhá. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên nhá. Lên lại cho em này, 190 người bắt đầu mới chơi game. Và chị nào trúng đầu tặng hai sản phẩm luôn nhá, tặng cả một cái này luôn. Nếu mà ai may mắn này trúng đầu tiên ý, em sẽ tặng luôn cho mọi người một cái áo nỉ nữa. Là sẽ tặng luôn hai thứ, một cái váy đang mặc và một cái áo nỉ vàng này. Áo nỉ vàng chữ Hàn nhá, rất là đẹp luôn đây ạ. Sẽ tặng luôn hai thứ dành cho ai trả lời nhanh nhất và đúng nhất. Hôm nay cũng về thêm cái này. Đây này, áo nỉ vàng rất là đẹp, áo nỉ vàng chữ Hàn này. Sẽ tặng luôn hai thứ dành cho có ai. Có thấy Miên Kiều, có thấy Anna Trúc Ly. Mạng yếu quá. À, mọi người có xem à, các chị ơi, khi chia sẻ vào 5 nhóm được comment 5 lần, chia sẻ 10 nhóm được comment 10 lần nhá các chị nhá. Chia sẻ số nhóm là bao nhiêu được thì được chia sẻ bấy nhiêu lần ạ. Đây nha. À, ý tặng của, luôn cho hai người này. Ý của chị là cho giới hạn. À, cho giới hạn. Đây, để lên 190 người xem, em sẽ bắt đầu cho mọi người gợi ý để mọi người đoán nhá. Mọi người càng chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Để lên 190 người xem sẽ bắt đầu chơi mini game nhá. Áo vàng này bình thường 90. Áo vàng này 89. Có giá là 89k này. Áo vàng này hôm nay sale 89k dành cho ai đã chia sẻ livestream thôi nhá. Nhưng ai đã chia sẻ livestream thì em mới bán với giá là 89.000 này. Rất là đẹp luôn. Áo nỉ rất là đẹp. Chơi game đi. Ok, bây giờ em sẽ bắt đầu chơi mini game nhá. Em sẽ cho mọi người một gợi ý này. Cứ chơi đi. Em sẽ cho mọi người một gợi ý. Đây là con số, một con số nằm trong khoảng 50 cho đến 90 nhá. Một con số nằm trong khoảng từ 50 cho đến 90 ạ. Mọi người comment đi ạ. Và mọi người nhớ là mọi người comment bao nhiêu thì mọi người nhớ là chia sẻ bấy nhiêu cho em nhá. Thế là thế nào không ai hiểu. Các chị ơi, tức là bây giờ chơi đoán số của tờ tiền đây. Con số đó nằm trong khoảng từ 50 cho đến 9 được. Từ 50 cho đến 90. Nhưng mà để mà chơi game trúng quà thì ít nhất phải chia sẻ vào 5 nhóm. Nếu chị chia sẻ vào 5 nhóm thì chị sẽ được đoán 5 lần. Nếu mà muốn comment nhiều lần hơn, tiếp tục chia sẻ các nhóm cho em. Chia sẻ một nhóm tương đương với một lần comment nhá chị nhá. Không hiểu. Một comment tương đương với cả một lượt chia sẻ. Đấy ạ, thế là mọi người cứ comment bao nhiêu thì mọi người chia sẻ vào bấy nhiêu hội nhóm thôi. Tính cả trên trang cá nhân luôn nhá. 50 sai, 52 sai ạ, 65 sai nhá, 54 sai, mọi người comment nhanh tay đi ạ. Và mọi người nhớ chia sẻ đầy đủ các bước cho em nhá. 58 sai này, 55 sai, 56 sai, đây một con số nằm trong khoảng từ 50 cho đến 90 nhá. Từ 50 cho đến 90. Nói nhanh mồm lên. Sao thấy mỗi comment. Mọi người comment nhanh tay đi ạ. Bởi vì chơi mini game này rất nhiều comment bị ẩn nhá. Hiện tại là em chỉ thấy comment của 3 người thôi. Thế nên là mọi người nhớ là chia sẻ càng nhiều thì lượt tương tác càng nhiều nhá. Bởi vì chơi mini game này rất nhiều comment bị ẩn. Em rất nhiều comment bị ẩn không nhìn thấy đâu ạ. 63, 67 sai nhá, 74 sai này. 63 sai mọi người, những cái số nào em bảo sai rồi thì mọi người đừng comment lại nữa nhá. Có thấy chị Hồng Quyên nhá. 70 sai ạ.
mọi người comment nhanh nhanh này, em sẽ tặng cho mọi người hai thứ luôn. Ai mà trả lời nhanh nhất và đúng nhất nhá, 73 sai và chia sẻ đủ các bước cho em bà này. Lấy cả máy đọc này không bị ẩn comment á. Lấy cả máy đọc không ẩn. 61 sai nhá, 88 sai này. Có thấy chị Lily nhá. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 50 cho đến 90. Mọi người comment nhanh tay đi ạ. 51 sai này. Có, em có thấy chị Hà Hằng nhá. Có thấy chị Hà Hằng. Có thấy chị Nguyệt Trân ạ. Đấy. Có thấy chị Nguyệt Trân nhá. Rất nhiều comment bị ẩn. Thế nên mọi người muốn tương tác nhiều ạ, thì mọi người phải chia sẻ livestream nhiều cho em. Có thấy chị bé em ạ. Có thấy chị Phương Anh Nguyễn nhá. Có thấy chị Kim Thu này. Bây giờ mọi người comment đi ạ. Mọi người comment đoán số đi nhá. Mọi người comment đoán số đi ạ. Để sẽ được tặng. Có thấy bé em nhá. Nói chung là những ai mà mẫu đọc tên, bạn mẫu bạn đọc tên là đã thấy người, đã thấy bạn đấy đây. Có thấy Nguyễn Kim Anh ạ, 79 sai nhá, 79 sai này. Bây giờ em mới thấy chị Thủy, Hoàng Thị Thùy Dương nhá. Bây giờ mình nhìn thấy comment của chị này. Ở lân quanh mấy cái đấy. Có thấy chị Cẩm Yên nhá, thấy chị Nguyễn Kim Anh này. Sao mọi người toàn comment có thấy em không nhỉ? Em có thấy nhá, bây giờ mọi người comment đoán số đi ạ. Có thấy Tuyền Tiến, có thấy Nguyễn Thùy Linh. 50 sai nhá, mọi người comment đoán chơi mini game đây đi. Đây này, thì cho Hà một viên. Có thấy chị Bà Xỉu nhá, Bà Xỉu. 52 sai nhá. Mọi người nhớ là ai mà comment nhiều ấy, thì mọi người phải chia sẻ đủ cho em nhá. Nếu mà chia sẻ thiếu thì nhà em sẽ không tính đâu ạ. Có thấy chị Nguyễn Hoài nhá, mọi người comment số đi ạ. Comment số này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 50 cho đến 90 nhá. Chị vừa ngậm ra mù ra ra 54 sai, 69 sai, 58 sai rồi ạ. Để cái view của nhà mình ấy, mọi bị ấy. Nếu mà ai, mọi người comment quá nhiều ấy, thì rất là nhiều comment bị ẩn nhá. Rất là nhiều comment bị ẩn đấy ạ. 62 sai nhá. À, váy. Cái em đang mặc là váy nhất, tí nữa em sẽ bán. Bây giờ em sẽ tặng luôn váy em đang mặc này. Thế nên mọi người comment đoàn số đi ạ. Nói nhanh mồm lên. 68 sai nhá, 70 sai này. Này các chị ơi nhá, các chị chia sẻ livestream mạnh tay lên cho em nhá để tăng tương tác, bởi vì là trong livestream này hiện tại đang chỉ thấy có của 4 người comment, mà trong khi rất nhiều người chơi nhá. Chị Trịnh Hồng 84 sai đúng không? 84 sai ạ. À đấy, cứ 74 thì sai thoát ra, nha. Thoát ra vào lại là thấy được comment của các chị khác. 52 sai, 54 sai. Áo vàng này hôm nay sẽ xả với giá là 89k nhá. Áo vàng này hôm nay sẽ bán với giá là 89k dành cho ai đã chia sẻ livestream nhá. Ai đã chia sẻ livestream thì nhà em mới bán giá sale nhá. 80 sai ạ, 58 sai này. 71 sai nhá, 78 sai, vẫn chưa có ai trả lời đúng cả. Mọi người comment nhanh tay đi ạ. Những cái số nào mà em bảo sai rồi thì mọi người đừng comment lại nhá. Những sản phẩm bạn mẫu đang cầm đang mặc đều dưới 100 nghìn nhá. Có thấy Nguyễn Hồng Nhung nhưng không thấy comment đoán số đâu em ơi. Đây, váy không đồng, mọi người chia sẻ và đoán số chơi mini game sẽ được tặng váy em đang mặc với cả một chiếc áo nỉ vàng này. Sẽ tặng luôn hai thứ dành cho những ai, dành cho ai mà comment đúng nhất và nhanh nhất nhá, với cả chia sẻ đầy đủ các bước. Mọi người có người bảo like đi không cần tặng. Ủa chất đẹp chưa? Mọi người đợi em một tí nhá, chơi mini game xong cho vui rồi sẽ tặng, à rồi sẽ bắt đầu like hàng mới nhá. Em có thấy chị Ngọc Bùi Thị Bích. Có thấy chị Ngọc Bùi Thị Bích nhá, mọi người cắt một đoạn số nhanh nhanh đi ạ. Vẫn chưa có ai trả lời đúng cả. 68 sai này, 69 sai này. Có thấy chị, bây giờ mới thấy chị Danh Ngân nhá. Bây giờ em mới nhìn thấy comment của chị. Chị, bởi vì chị chắc là lượt tương tác nó kém, rất nhiều comment bị ẩn nhá. Mọi người chia sẻ nhiều lên cho em đi ạ. Chia sẻ mạnh tay lên nhá. 81 sai ạ. 81 sai nhá mọi người comment đoán số nhanh lên. 83 sai này. 86 sai này, 87 sai. Ok, đã có một chị comment đúng rồi này. Công bố số đúng đi ạ. Công bố. Đã có một chị comment đúng nhá. Đây là con số 71 này. Đây ở trong cam, là bị ngược nhá. Đây là một con số 71. 71 này. 71 xin chúc mừng chị Nguyễn Ngọc Anh nhá, chị Nguyễn Ngọc Anh này. Chị Nguyễn Ngọc Anh đã comment đúng đầu tiên nhá. Bây giờ chị Nguyễn Ngọc Anh nhá sẽ được tặng cái váy em đang mặc với cả một cái áo nỉ màu vàng nhá. Chị Nguyễn Ngọc Anh
chị cáp lại màn hình rồi inbox cho em nhé, em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ của chị. Tặng ba người, mỗi người một cái áo này, comment theo cú pháp. Đưa tiền ra không đồng. Cầm luôn đấy, cầm luôn đấy. Bây giờ em sẽ tặng luôn cho ba người một cái áo nỉ nè. Cầm luôn, quên cầm luôn thì chết. Chết mất 5 lít. Bây giờ em sẽ chơi mini game nhá mọi người. Bây giờ mọi người đừng comment đoán số nữa. Bây giờ em sẽ tặng luôn áo nỉ này, áo nỉ kẻ này dành cho ba người nhá. Bây giờ mọi người comment cho em là mua áo không đồng kèm số điện thoại nhá. Mọi người comment cho em là mua áo không đồng kèm số điện thoại. Váy em đang mặc hiện tại là sale với giá là 99k dành cho những ai mà đã chia sẻ livestream nhá. Dành cho những ai mà đã chia sẻ livestream. Ô bây giờ mới nhìn thấy comment của chị xì chum chum luôn ý. Bây giờ mới nhìn thấy comment của chị đấy ạ. Hình như rất nhiều comment bị ẩn chị ạ. Bây giờ mới nhìn thấy comment của tặng chị. Tặng đi, tặng đi. Đấy nhá. Nhiều lắm mệt đấy. Các chị ơi, những ai được tặng quà vui lòng cắp lại màn hình nhá. Đừng xóa lượt, đừng xóa lượt chia sẻ nhá. Đừng xóa lượt, bởi vì xóa lượt các chị sẽ mất luôn đấy ạ. Không, mọi người đừng comment là 71. Mọi người comment cho em là mua áo không đồng kèm số điện thoại. Sẽ tặng luôn 3 áo nỉ kẻ này dành cho 3 người nhá. Mọi người comment cho em là mua áo không đồng kèm số điện thoại. Mua áo không đồng kèm số điện thoại này rất là nhanh. Mà cái này tặng rất là dễ luôn. Chỉ việc comment mua áo không đồng sẽ tặng cho 3 người may mắn nhất. Tặng cho 3 người may mắn nhất áo nỉ kẻ này. Mua áo không đồng xin chúc mừng chị Hà Loan là một này. Chị Hà Loan là một nhá. Nguyễn Vi là 2, Nguyễn Vi là 2 này. Nguyễn Vi là Nguyễn Vi là 2 nhá. Và chị Trần Thị Mai, chị Trần Thị Mai nhá, chị Trần Thị Mai là 3. Ok, chị Trần Thị Mai này. Bây giờ bên em inbox cho các chị cắt lại màn hình gửi sang luôn để bên em check quà luôn nhá. Nếu các chị không chia sẻ đủ bên em sẽ out ra tặng cho người cho người khác luôn đấy ạ. Ba chị có tên trên inbox luôn cho bên em. Nếu không inbox bên em sẽ out ra và tặng cho khách khác luôn nhá. Ok nhá, bây giờ em sẽ mọi người chờ một chút này, bây giờ em sẽ bán cái mẫu đang mặc. Sau đó bên em kiểm tra xong mấy chị kia. Nếu đủ bước thì bên em tặng cho mấy chị, còn nếu không đủ bởi vì rất nhiều chị không đủ mà. Không đủ bước thì bên em sẽ tặng lại cho các chị luôn này. Chờ em một chút, em kiểm tra cho chị cái kéo. Bây giờ sẽ kiểm tra nhá, kiểm tra lượt chia sẻ của từng người một. Bán cái váy mà thì bây giờ em sẽ bán luôn cái váy em đang mặc này. Bán luôn cái váy nỉ em đang mặc nhá. Váy nỉ em đang mặc thì có hai màu, kẻ trắng với cả kẻ đen này. Chỉ một cái nhá, cho mọi người xem chất đi. Kẻ trắng với cả kẻ đen em đang mặc này. Cái này là váy chất nỉ da cá nhá. Đây ạ, chất nỉ da cá cực kỳ đẹp luôn này. Rất là đẹp. Giá váy này hôm nay sale là 99k một cái. Dành cho những ai đã chia sẻ livestream nhá. Bà khách là có mũ nhá. À ở đằng sau có mũ nữa đây mọi người ơi. Váy này ở đằng sau có mũ nhá, rất là xinh. Có mũ này. Giá là 99k một cái. Mọi người ai lấy thì comment cho em là 99k kèm màu kèm số điện thoại này. 99k kèm màu kèm số điện thoại này, có hai màu, màu nào cũng rất là dễ mặc luôn nhá. Ai lấy comment 99k kèm màu kèm số điện thoại. 99k kèm màu kèm số điện thoại này. Cái mẫu này ở trên dòng thời gian nhà mình có like có video test chất nhá. Mẫu cao 1m6 bạn ơi. Em cao 1m6 nha, đây cái này cắt, cái này về cắt thoải mái luôn. 99.000 là quá rẻ rồi, về cắt chỉ mất khoảng 20 thôi. Mọi người về cắt không hề mất dáng luôn nhá, bởi vì đây là dáng xuông. Màu đen. Đây là dáng xuông nha, đây em sẽ kim chi đen. Cho người xem dáng rất là đẹp luôn. Nhớ nhá, nhớ bảo nó 99.000, nhớ kiểu chân nỉ da cá ở đằng sau có mũ nhá. Váy này có mũ rất là đẹp này. Giá là 99k hai màu. Mọi người lấy cái váy này thì comment cho em là 99k kèm màu kèm số điện thoại nhá. Rất là đẹp, mẫu này dưới 62 cân đổ lại. Chị Yến khách ơi, chị để lại số đi ạ. Không có số em không chốt được đơn nhá. Có số, không có số em không chốt được đơn đâu ạ. Cái quạt này có số nhỏ hơn không? Mẫu này dưới 62 cân đổ lại nhá. Trần Thị Lan Anh đen. Bầu bì bon chen thoải mái, bởi vì đây là dáng váy suông rất là dễ mặc. Trần Thị Lan Anh đen này. À, chị Kiều Nguyên bảo gộp đơn hôm qua nhá. Chị Hiên Đô đen gộp đơn hôm qua này. Chị Chu Quỳnh màu đen này, màu đen màu trắng đều đẹp nhá. Đen. Đây, chị ơi, đây là đen, còn đây là trắng nhá. Đây màu trắng đây nhá. Cái em đang mặc là kẻ đen, còn đây là trắng này. Đây là kẻ trắng nhá. Thẩm thấu đen dọc trắng là đen rồi. Đây này. Bé mẩy đen. Chất cực kỳ đẹp luôn đây ạ, mọi người nhìn nhá. Chị Yến khách màu đen, chị Yến khách chị đọc số cho này, bởi chị comment sau 0982303. Chất quá đẹp. Được chưa? Các chị chắc chắn mua 0982303, các chị chắc chắn mua hàng thì hãng chốt đơn nhá. Mẫu này thì Huyền, đều gầy ok hết. Huyền Trang 99k.
Minh Nguyệt 99K màu đen. Ô, bà ơi rối thêm cho tôi một tập á. Đi đến ai rồi nhỉ? Huyền Trang đúng không? Chị đọc đến Minh Nguyệt rồi à? Thu Si Loan màu đen. Trắng đen là như nào? Đây nhá mọi người comment do cho em này. Su Si Loan ơi, mẫu bạn mẫu mặc là màu đen, còn đây là màu trắng đây. Thì comment một trong hai thôi. Đây này. Em mặc là màu đen nhá. Còn cái em dơ là màu trắng. Trang Bi lấy thêm một cái kẻ trắng này. Ok Trang. Mọi trang, người comment rõ cho em nhá. Trắng, Trang Bi có đơn chưa? Đây là trắng này. Trang gộp đơn từ hôm trước. Cái em mặc là đen, cái này là trắng. Trang Bi ơi, của em sao lại có cái đen nhỉ? Cái đen từ bao giờ? Ok chưa ạ? Mọi người comment đi ạ. Trần Thị Lan Anh đã có đơn chưa? Màu đen chưa? Su Si Loan đen chưa? Lê Thị Thu Thảo đen chưa? Lê Thị Thu Thảo một cái 99 đen. Sắp hết rồi nhá các chị ơi. Ok Trang Bi, thank you tình yêu này. Ở đằng sau có mũ nhá. Mina Lu đen. Mina Lu đen. Linh da đen. Linh da đen. Ok Trang Bi, đen Trang Bi nhận rồi hiểu chưa? Rồi ok, còn ai? Ok cảm ơn Trang Bi. Còn ai chốt mã này không ạ? Mã này nhà em không còn nhiều nhá. 99.000 một chiếc thôi ạ. 99K một chiếc nhá, có hai màu này. Màu đen như em đang mặc nhá với cả màu trắng như em đang cầm này. Có hai màu, mọi người mà lấy váy này thì comment cho em là 99K kèm màu kèm số điện thoại nhá. Áp dụng khi chia sẻ live stream cho em nha chị ơi. Dáng này béo gầy nói chung là mặc đều đẹp bởi vì cái này là dáng suông rất là dễ mặc. Huệ heo hồng đen. Huệ heo hồng đen. Còn ai lấy mẫu này nữa thì comment nốt cho em đi ạ. Su Si Loan chốt rồi ạ. Linh ra chốt rồi ạ. Chị Bình Bình Phương đang ở đâu chưa? Bình Phương đen, ok chị Bình Phương này. Em cao 1m6 ạ. Em cao 1m6. Cái này các chị về đi cắt chỉ mất 20.000 thôi. Nhưng mà thực ra mã này phải mặc dài mới đẹp. Các chị về cứ mặc thử đi, bởi vì tùy người to người nhỏ mặc thì nó mới đo được chiều dài nhá. Có thể ngực gai to hơn thì sẽ mặc ngắn hơn. Sẽ mặc ngắn hơn loại mẫu. Đây này rất là rộng này. Bầu bì bao trên thoải mái luôn nhá. Kéo đâu không? Thiếu một cái đúng không? Ok mọi người mà xe. Mọi người nhá, mọi người mua hàng phải xe cho em livestream thì mới được với giá là 99K. Châu Sa đen. Rồi còn ai lấy đen nữa không ạ? Hà ơi, áo này còn 2 cái xả 49.000 này. Còn 2 cái thôi. Váy em đang mặc là 99K nhá. Bé mẩy lấy trắng. 99K. Bé mẩy ơi, em thêm con số đi. Bạn lấy cả trắng cả đen hay sao? Vừa đây mình thấy bạn chốt một cái màu đen rồi nhá. Thủy Bim Bim màu đen. Chốt cho Su Si Loan rồi ạ. Sell 2 áo đi. Ok nha, em sẽ sell cái mẫu áo này. Mẫu áo phông nhá. Nhưng mà cái này là chất rất là đẹp này. Đây ạ, chất rất là đẹp nhá. Dày dặn. Hôm sell áo này với giá là 49K. Váy này phong suông 60-61 cân đổ về vẫn vừa ấy, 60 cân. Cái áo này xả với giá là 49K. Còn 2 cái. Mẩy lấy thêm một cái màu trắng. Cái này còn 2 cái nhá, ưu tiên cho những ai gộp đơn này. Áo này 49K ưu tiên cho ai gộp đơn. Ai lấy áo này comment cho em là 49K kèm số điện thoại còn 2 cái. Xe theo số rất là đẹp nhá. Nguyễn Ly làm từ mới nhá. 49K ưu tiên cho ai gộp đơn nhá. Lê Thị Thu Thảo gộp đơn. Lê Thị Thu Thảo đã có chưa? Lê Thị Thu Thảo có đơn rồi. Này, còn một cái K. Ai lấy thì chốt nốt cho em này. Còn một cái này chất cực kỳ đẹp nhá. 49K nhưng mà chất cực kỳ okay, đẹp luôn. Ok bé mẩy, ok tình yêu chị biết rồi. Chốt cho Nguyễn Ly màu đen rồi nhá. Ok bạn quát chốt 49.000 này. Quát gộp đơn. Hà ơi. Cái mẫu em đang mặc còn ai lấy nữa không ạ? Xong rồi mặc áo này về chân váy. Chân váy xòe. Còn ai lấy mẫu em đang mặc nữa thì comment cho em rồi em sẽ qua mẫu khác này. 99K kèm màu. Kèm màu này, hai màu này em sẽ dơ lại này. Chất nỉ da cá cực kỳ đẹp luôn nhá. Chất nỉ da cá rất là đẹp luôn. Có hai màu nhá, màu đen với cả màu trắng này. Đen với cả trắng giá là 99.000. Mọi người ai chốt nữa thì comment cho em là 99K kèm số điện thoại nhá. Áo 49.000 hết rồi nhá. Đằng sau có mũ này. Ai lấy chốt cho em là 99K kèm màu. Bà dơ xét vét đi rồi, ăn ra thay. Xét vét 99.000 nhá. 50 cân đổ về. 50-52 cân tùy vào tùy chiều cao. Xét vét này còn 2 set này. Xét vét kẻ này còn 2 set nhá. Đây ạ. Trình Thúy Uyên ơi, em xe 5 nhóm rồi nhưng mà vừa nãy chị chơi game tặng áo không đồng rồi nha em nhá.
bao gồm một chân váy chữ A này, có lớp quần ở bên trong nhá, có cái quần, có cái lớp lót ở bên trong, thế nên mọi người không sợ bị lộ đâu nhá. Cả set vest này xả nhá. Cả set vest này xả với giá 99.000. Xả với giá là 99k này. Còn hai à. Còn hai set thôi nhá. Còn hai set nhá, mẫu này thì tầm dưới 55 cân đổ lại tùy chiều cao nhá. Dưới 55 cân đổ lại tùy chiều cao. Mẫu này chất vải mềm, nói chung là mọi người mặc mùa thu giao mùa như bây giờ là ok rồi đấy ạ. Giá là 99k một set này. Ai lấy set này thì comment cho em là set 99k nhá đấy ạ. Màu kẻ cực kỳ sang luôn. Ai lấy comment 99k nhá. Màu kẻ cực kỳ sang luôn nhá, giá là 99.000 này. Chân váy nhá. Cái này là chân váy Nguyễn Ly một set. Nguyễn Ly vừa có đơn này, 99 này. Ai lấy thì chốt cho em 99k kèm số điện thoại đi ạ. Rồi, bà thay mẫu đi, thay mẫu đi xem ai ai chốt thì chốt. Bà đi ra bên này cũng được. Thì lấy sang bên đấy. Thay luôn đi anh lên. Ý là từ lúc sau ấy thì vào sang bên kia và thay. Cho rộng, hiểu chưa? Gà, con gà công nghiệp. Set 99k rồi ạ, còn ai lấy set 99 không? Chất cực kỳ đẹp nhá. Màu cũng cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi, bên trong có quần. Bên trong có lớp lót nhá. Nói chung là rẻ, rẻ quá, có 99.000. Quá rẻ luôn. Tí lên cả áo chấm bi luôn. Cái tập chân váy đâu nhở? Cái áo chấm bi với mặc với cái tập chân váy hợp đấy. Để bán chân váy luôn. Hình trang ở đơn nhá. Bác rồi. Ba đây số 9. Số 9. Em sẽ qua tiếp một mẫu áo nỉ này. Em qua tiếp một mẫu áo nỉ chữ Hàn nhá. 89.000 không? Một áo nỉ chữ Hàn hôm nay sale với giá là 89k một cái này. Dành cho những ai mà đã chia sẻ livestream thôi nhá. Đây ạ, 89k này, chất nỉ rất là đẹp. Đây chưa, chất nỉ này mọi người nhìn này, chất nỉ cực kỳ đẹp luôn nhá, rất là dày dặn. Chữ cái chữ này in nó cũng rất là đẹp, giá là 89.000 này. Bong đâu nhá, đây không phải cái hàng in nổi nhá, đây là in chìm này. In chìm nhá các chị nhá, không phải in nổi đâu nên không sợ bong. Màu này mặc nó rất là tôn da nhá, màu này ở ngoài đẹp hơn trong cam đấy ạ. Màu này không kiểu không sợ bị chói hay như nào đâu, rất là đẹp. Chốt set vest cho Nguyễn Ly rồi nhá. Giá là 89k này, mọi người lấy áo đang mặc thì comment cho em là 89k kèm cái này số điện thoại nhá. Mặc chân váy, mặc quần bò, mặc các thứ đều đẹp luôn. Mấy cái gì cũng rất là đẹp, giá là 89.000 này. Free size nhá. Chất đẹp à, cái này free size dưới vãi luôn ấy. Dưới 58 cân mặc vừa. Dưới 58 cân mặc vừa nhá. Ok Huyền Trang. Em đang mặc với chân váy. Kiêu Kiêu Nguyên một cái 89k, Kiêu Nguyên có đơn rồi. Mọi người mix với cái như Suri gộp đơn này. Như Suri hôm nay chưa có đâu, hôm qua rồi. Màu vàng rất là đẹp này. Ai lấy thì comment là 89k kèm số điện thoại nhá. 89k. Set 99.000 hết rồi nhá bạn ơi. Đây nhá, chất này các chị ơi. Chất đẹp dã man luôn, 89.000 trời ơi. Một cái nỉ như thế này. Đúng rồi, chất đẹp dã man. Mềm mượt lắm ấy. Mà rẻ dã man đấy, có 89.000 kéo nỉ. Màu này cũng rất là đẹp, ở ngoài nhìn đẹp hơn trong cam đấy ạ. Cái này cũng không màu hề... Màu kiểu vàng mù tạt ý. Vàng mù tạt chứ không phải màu vàng chóe bị... Kiểu bị chóe chóe đâu. Màu rất là đẹp nhá. Ai lấy mẫu này thì comment cho em là 89k kèm số điện thoại này. Ở đằng sau đây nhá, ở đằng sau trơn này. 89k một cái nhá. Chị Châu Ngọc Gia Hân ơi, để em kiểm tra chắc gửi rồi đấy ạ. Chị Châu Ngọc Gia Hân em gửi rồi nhá. Có thể ngày mai, hôm nay hoặc ngày mai chị nhận được hàng. Có ai thích mẫu này không ạ? À? Ai lấy thì comment cho em 89k này, em sẽ đứng gần này. Đẹp thế này, ngoài chốt ạ. Quá đẹp luôn ý. The fuck. Chất rất là đẹp. Rất là dễ mặc luôn, 89.000 nhá. Ai lấy chốt là 89 kèm số điện thoại này. Siêu xếp em đi còn 7 xếp. 89k kèm số điện thoại, cam kết chất đẹp luôn cho mọi người. Cái quần của nó đâu, vứt cứ vứt linh tinh. Ai lấy mỗi năm mặc comment là 89k nhá, chỉ với giá 89.000. Một cái áo nỉ rất là đẹp. Set vest ấy. Em xả tiếp set vest này. Em đi đâu rồi cái gì này, cầm lấy mà tìm đi. Tìm cho chị không nghe em đi mà bùa ấy. Mình ở Hà Đông nhá. Lan Anh Đoàn chốt 89k, ui đẹp lắm luôn, cái áo nỉ này mình thề với mọi người. Ở ngoài nhìn đẹp lắm luôn, mà có 89.000 thôi, quá là rẻ luôn á. À cái áo nỉ, à nhầm, set vest này này, set vest hai lớp nhá đây ạ. Set vest hai lớp rất là đẹp luôn nhá. Bao gồm cái này là quần nhá, hàng hai lớp.
hàng hai lớp rất là đẹp. Các chị ơi, cái này eo trên nhá. Quần eo này trên nó rơi vào khoảng 70 đến 75 là vừa 70 75 nhỉ? Bởi vì cái này cạp cao nhá, thế nên là tính theo eo trên. Eo trên từ 70 đến 75 là vừa các chị nhá. Màu hồng đất ở ngoài đẹp hơn trong cam nhá, nó không bị đậm sẫm nhiều trong cam. Set này sale 135.000 cả set luôn. Hàng hai lớp không phải hàng một lớp đâu ạ, 135.000. Đây nhá, mẫu này tầm dưới 56 cân đổ lại này, tùy chiều cao nữa nhá. Giá là 135k. Chỉ còn mấy set thôi ạ, mọi người comment nhanh nhanh này. Hàng loại 1 cực kỳ đẹp. Ai lấy comment là 135 kèm số điện thoại. Ai lấy comment cho em là set 135k kèm số điện thoại nhá. Màu hồng ở ngoài đẹp hơn trong cam nhá. Màu hồng đất rất là dễ mặc. Đây ạ. Chất cực kỳ dày dặn luôn, hàng set vét kẻ đó hết mất rồi ạ. Hai đôi còn mấy sale nốt 129.000 đi. Thôi nhanh hết rồi. Còn mấy set rồi. À thôi nhá, còn mấy set thì bây giờ em sẽ sale nốt luôn, còn 129k một set. Chỉ còn mấy set thôi em sẽ sale nốt luôn, còn 129k một set nhá. Bà trưởng, bà Huyền Trang đổi sang set hồng thì Nhật Nguyễn có lấy set kẻ không ạ? Nhật Nguyễn có lấy set kẻ 99.000 không? Để lại số cho mình nhá. Set này em chỉ còn khoảng 5-7 set màu hồng em sale nốt nhá. 129.000. Set chỉ có duy nhất màu hồng đất nhá. Cho các chị xem chất đưa quần đấy. Màu hồng đất chất cực kỳ đẹp. Hàng này em sale rồi các chị ơi. Giá này là giá sale rồi, chứ các shop đi lấy về bán 170, 180, 200 set này là chuyện bình thường ạ. Nha các chị nhá. Có thấy băng tim trai. Size L em không, à set vết kẻ không size L đâu ạ. Hàng 99.000 làm gì có size chị ơi. Ai lấy set này thì comment cho em là set 129k nhá, sẽ xả nốt, chỉ có mấy set thôi. Hàng hai lớp chất cực kỳ đẹp. Set kẻ chị Thanh Hoa lấy ok, chuyển chị Thanh Hoa đưa set kẻ để hỏi chị em đúng không? Đây em áo hai lớp này. Tang mác rất là xịn nhá. Đổi mà chị không lấy set kẻ nữa. Đây ạ, cái set kẻ 99.000 đây nhá. Free size khổ lắm cơ chị ơi, cái hàng này làm gì có size đâu. Set vest sale 129.000, bình thường 129.000 chưa mua được cái áo vest hai lớp nha các chị nhá. Áo vest hai lớp 129.000 vẫn chưa mua được luôn, chứ không phải nói đến có cả cái quần. Cả một set này chỉ 129k thôi ạ. 99.000 này, hả ơi bà cái làm sao ấy. Tôi bán set này tôi bán nhiều lắm. Xuống. Cái này tưởng có người đã bảo đổi rồi, cứ thắc mắc nhiều thì bảo bán đi, cứ bán đi. Cái set kẻ này còn một set này. Nếu lấy có ai chốt mà chưa chốt được thì bây giờ lấy cho em đi ạ. Set là hồng 129.000 chị nhá. Set vest hồng 129.000. Set kẻ này 99k nhá, còn duy nhất một set. Còn duy nhất một set ai lấy thì chốt cho em là set 99k kèm số điện thoại này. Set 99k kèm số điện thoại này. Được mỗi lúc đầu xôm xôm. Toàn này đi làm sao ấy. 99k nhá, còn duy nhất một set thôi ạ. Ai lấy thì chốt cho em là set 99k. Mọi người ai lấy set này comment cho em theo đúng cú pháp 99k kèm số điện thoại. Mét 6 53 cân vừa chị ạ. Mét 6 53 cân mặc vừa nhá. Đôi eo trên đi. Mẫu này 55 cân đổ lại. Vương Mo này set 99. Bao nhiêu cân cơ? 55. Không được đâu, không vừa đâu, 55 cân không vừa đâu. Cái set này chỉ 51, 52 cân đổ về thôi, set kẻ ấy. À cái set này chỉ tầm 52 cân đổ lại thôi nhá chị. Chị Vương Mon có lấy không ạ? Chị Vương Mon có lấy không ạ? Chị Vương Mon cái set kẻ chỉ tầm 52 cân đổ lại thôi nhá, chị lấy thì chị comment lại cho em với ạ. Cái set hồng chỉ có duy nhất màu hồng thôi. Cái áo nỉ em đang mặc còn ai lấy nữa không này? Giá là 89.000 một cái nhá. 89k một cái. Thôi thôi. Thế còn chị nào đó bằng băng tim trái quỳa đi. Set kẻ tầm 51-52 cân thôi nhá, mọi người ai lấy thì chốt lại cho em là set 99k kèm số điện thoại. Set 99k kèm số điện thoại nhá. Áo nỉ vàng này có giá là 89.000 này. Mọi người ai lấy thì chốt nốt cho em là 89k kèm số điện thoại. Bà mặc cái set váy đỏ khoác kìa. Em sẽ khoa mẫu khác luôn nhá. Sao để cũng sale đấy. Đây có cái này.
1m653 cho mọi người. Xem 1m653 cân vừa xét kèo. Eo trên nó rơi vào khoảng 7 mấy nhỉ? Eo trên khoảng 75 là vừa nhá, 70 đến 75. Chị Thu Hà lấy một cái áo nỉ vàng này. Nói chung là mọi người ơi, cái hàng này thì không thể đo chuẩn size cho mọi người là mặc về vừa in đâu. Ví dụ nó mà rộng một tí mọi người bóp eo nhá. Chứ còn để mà chuẩn size thì mọi người nên đi mua hàng thiết kế nhá mọi người nhá. Mà hàng thiết kế thì giá nó cao hơn. Cái vấn đề đó em chỉ cam kết chất cho mọi người, còn về size thì mỗi người một số đo, tốt nhất là đo vòng eo, nếu mà vòng eo vừa thì lấy. Bây giờ em sẽ xả. Hủy đi. Lần sau mọi người hỏi kỹ ăn chốt hàng nhá, đỡ mất công cả hai bên. Mọi người sẽ xả tiếp sang mẫu set này. Mẫu set nhá, set gồm bao gồm một cái váy 2 dây đen như em đang mặc này. Chị Lăng nhìn nhá. Bao gồm một cái váy 2 dây đen như em đang mặc với cả kèm theo một cái áo khoác đỏ bên ngoài nhá. Kèm theo một cái áo khoác bên ngoài. Màu đỏ này là màu đỏ mận rất là đẹp nhá, nhiều trong cam nó hơi bị chói đấy ạ. Thế nên là nhìn nó như kiểu màu đỏ tươi. Màu đỏ này màu đỏ mận nhá, mặc lên cực kỳ sang luôn. Xả với giá là 95.000 một set. 95k một set nhá, chất len tăm này. Chất len tăm rất là đẹp nhá, áo có khuy cài. Set này ở ngoài bèo nhiều cũng bán 130-140 đấy ạ. Rẻ nhất set này ở ngoài là bán 130-140 nhá mọi người nhá. Hôm nay em sẽ xả với giá là 95.000. Mọi người mặc cái set này ạ, mọi người có thể mặc tách set cũng được nhá, mặc váy 2 dây không như lúc nãy em mặc cũng set được. Set này bao nhiêu cân vừa? Set này tầm 58 cân vừa không nhỉ? 58 cân co giãn thoải mái ấy. 58-60 cân thì vẫn vừa ấy. Mét này tầm 58 cân đổ lại. Mà nếu mà ai kiểu 60 cân mà cao cao một tí cũng vừa. Giá là 95.000 một set nhá. Rất là đẹp. Chất len mông tơ ghi, mọi người mặc thời tiết này là quá chuẩn luôn rồi đấy ạ. Giá là 95.000 một set này. Chất mềm mềm rất là đẹp. Chẳng ai bán set này giá 95.000 đâu ạ. Mọi người mặc tách set cũng được nhá. Bé mẩy một này. Không bán rồi chị ơi, nó bán theo set bởi vì là một em set. Bán theo set nhá. Bành một set chỉ có 95.000. Bành Khánh Năng một này. Mọi người mua về mặc thành set hoặc là mặc tách set chỉ có 95.000 một cái. Vương Mon bởi vì thực ra là chất co giãn nên là size nó cũng dễ. Chỉ có màu đen đỏ thôi ạ. Thi Nhanh Lê một này. Thi Nhanh Lê một ạ. Mặc cái này rất là nổi nhá. Áo khoác màu đỏ mận nhá. Với cả váy 2 dây ở bên trong. Em hủy đơn, hủy của Nguyễn Ly đi. Bà ấy hủy xét vết cái gì đấy. Chị Hiệp Trương mà lấy đi comment cho em nhá. 95k chị Nguyễn Ly hủy kìa. Đọc comment chị đi. 95k này một set, còn chỉ hiện tại chỉ còn tầm 3 set nữa. Lần sau bà tư vấn cho khách thì đo hẳn cái eo ấy cho nhanh. Mọi người lấy đi chứ nhá. Mấy cái xét vết thì đo hẳn eo đỡ mất công. Chị Hiệp Trương mà lấy comment 95k kèm số điện thoại nhá. Em bảo bạn ấy đi tìm đơn gì đấy. Chúng mày biết rồi, chúng mày không đi tìm, cứ để bạn Ly đi. Làm sao bạn ấy đã quen được đơn là chỗ nào? Đây nhá, còn ai lấy set này nữa thì comment cho em này. Giá là 95.000 một set nhá. 95k một set. Thi Nhanh Lê đi, đã đi đâu chưa? Chốt rồi nhưng không biết đã lấy hàng chưa thôi. 95k một set. Chị Hiệp Trương một này. Bây giờ chỉ còn 2 set nhá, mọi người lấy thì chốt nhanh cho em đi ạ. Bao gồm một cái váy 2 dây này, một váy 2 dây. Thi Anh Lê ơi, không biết anh giao hàng anh lấy đơn gì, lấy đơn chưa ấy. Váy 2 dây cả áo khoác nhá, giá chỉ 95.000 một set. Quá rẻ cho một cuộc tình chất len nhá. Có cả cài khuy nhá, mọi người có thể cài khuy cũng được. Chất len mông tơ ghi nhá, mềm rất là mềm mượt. Giá là 95.000 này. Còn 2 set ai lấy đi chốt nốt cho em. Để riêng ở đâu chứ tôi cứ mất tinh tinh như thế. Em ở Hà Đông nhá. Đi tìm lại cho em à. Đúng không? Sao em ở Hà Đông? Đây ạ, lên dáng. Để riêng mấy cái đâu nó bảo tìm ý thì để riêng không nó lại ấy. Lên dáng cực kỳ đẹp luôn nhá, ai lấy thì chốt cho em. Anna Nguyễn. Em ơi, em nốt vào Thi Nhanh Lê để lại đơn ở gục kìa. Bạn bảo sáng nay nhân viên mới gọi thôi. Thi Nhanh Lê đơn bên này hay bên A xem nhỉ? Sáng nay chị Thi lại
Thì nhanh Lê ơi, đơn của em là đơn bên ao, bên ao, bên ao sen hay là bên này? Chị Toan Thanh của set 95 trên kệ còn không? Trên kệ. Còn không? Ở ngoài kho còn không? Không ạ. Chắc không? Một đứa ra kiểm tra đi. Mẫu hết bảo hết. Hết đi rồi. Ok, mẫu đỏ, set đỏ em mặc hết rồi nhá. Bây giờ sẽ qua mẫu khác cho mọi người. Chị Toan Thanh hết rồi nhá. Bà mặc cái áo bi. Set đỏ em mặc hết rồi, em qua mẫu khác nhá. Một chân mày xoay em được mà. Nhưng tôi muốn mà mặc với chân mày kia để bán. Cái chân mày kia hợp mà. Cái chân mày chị A vào xem trên kệ ấy. Có cái tập chân mày màu đen đúng không? Ở đây, còn của ai đây này? Set đỏ còn một đây đây này. Đấy, Toan Thanh đơn mời đúng không? Vẫn còn một set đỏ nhá. Set mẫu hôm qua treo lên đâu nhỉ? Đây là quần baggy chứ không phải là chân váy. Cái tập chân váy đâu? Đan ơi, em chịu khó đi ăn kia tìm cho bạn mẫu chân váy kẻ chị với... À chân váy đen cho chị với nghe. Có hai ba tập ấy. Không còn nữa, còn nguyên nữa, có sai, đủ sai luôn. Baby doll bị khách ao ra một cái đấy, tí sale luôn. Chân váy ở ngay đây luôn mà. Ở trên kệ xem có tập chân váy không? Có mà, đủ size ấy. Có cái gì đây màu trắng ấy? Đủ size SML ấy. Đây thì sao này? Đây. Size này. Nhưng mà ở đây có một size thôi, cái size M, size L của nó đâu ấy nhỉ? Đây chưa phải chị A. À, mặc sơ vin gà rồi nhá. Hoàng Diệu Linh đơn đã đi chưa kìa. Để mình kiểm tra rồi mình sẽ báo lại nhá. Ai đó kiểm tra lại đơn chị Lan Nguyễn cộng sai tiền nhá. Nốt vào đi mi. Ghi bill là anh sẽ qua tiếp. Hình như qua là chữ bạn mời đúng không? Qua mẫu áo chấm bi với cả em ơi chân váy này, em ra em xem này, cộng trừ như này cho khách à? Rồi bán đi đây nhá, em sẽ bán áo chấm bi này, áo chấm bi nhá, với cả có là chân váy luôn. Chân váy đang tìm được mẫu size à? Còn size khác không đấy? Có SL này, SL có M, có M đấy, tìm M ấy. Em sẽ bán luôn nhá. Đúng không, M à? Có cả váy cả áo luôn này. Có cả váy cả áo nhá. 30 phải thành 420 được thì tôi lạy các bà. Lúc nên bà đọc cho tôi phải không? 180 30. Em thì đọc thì xin mấy con chị cộng từ bằng máy tính hả? Cái đơn đầu tiên. Mọi người ơi, áo là bao nhiêu bạn? Từ chờ. Mọi người đợi em xem giá nhá. Sẽ có cả, em sẽ bán cả áo với cả váy luôn ạ. À. Có đầy đủ luôn nhá. Cái này mới về. Hàng này là hàng mới về ạ. À. Chân váy 2 lớp đúng không? Chân váy 2 lớp có chân váy là 8. Chân váy 89.000. Chân váy có quần bên trong nhá. Cái này là hàng 89.000. Cái này là hàng là rất là đẹp. Rất là đẹp hàng Việt Nam xuất khẩu nhá. Giá là 89k. Ủa sai à? Hay là sai? Mim. Còn áo bi tôi xem nào. Chân váy có size nhá. 79.000 nhá. Cái áo bi 79.000. Ừ, ML. Chân váy có đủ size SML nhá. Có size M bên đây nào. Chân váy có đủ size SML. Cái tập ML là gì? Áo nỉ. Chân váy là chân váy 2 lớp nhá, có là quần bên trong này, có giá là 89k. Chân váy có giá là 89.000 này. Còn áo em đang mặc có giá 79.000 nhá, chất rất là đẹp này. Chất mượt cực kỳ luôn. Rất là đẹp nhá. Áo 79.000. Áo 79k nhá, chân váy đủ size SML 89.000 này. Bảo mọi người là bên trong có ấy đi. À ở chân váy bên trong có quần nhá. Đây ạ, kiểu 2 lớp, kiểu quần váy. Đợt trước trong mùa hè là bán 120 ấy. Áo chỉ có duy nhất màu trắng chấm bi đen thôi nhá. Giá là 79k. Chân váy co giãn chị ơi, có SM, có S và L nhá, size M hết rồi. Có S và L thôi ạ. Rất là co giãn nhá. Size S này tầm 52 cân cũng mặc vừa đấy. Bởi vì chất rất là co giãn. Mọi người lấy áo thì các bạn sẽ là 79k. Chân váy L rồi, đơn chị Huyền Phạm Thanh này.
Này áo thì căm mình 79k nhá. Áo thì free size, còn chân váy có size S với cả L. Chân váy có size S, L. Đây size M này. Mà, à có một size M chứ. Có M mấy, có mấy cái M luôn. À có à size M đấy mọi người ạ. Chân váy có đủ size S, M, L nhá. Cái tập size L đâu? Chân váy đủ size S, M, L, giá là 89.000. Hai lớp nhá, có quần bên trong này. Còn áo giá là 79k. Chị Hương Juli lấy chân váy size L tiếp này. Áo này mặc lên cũng rất là đẹp này. Thì bà cứ tùy mặc được hai kiểu. Em cho mọi người nhìn rõ ràng áo nhá đây ạ. Đây nhá mọi người có thể mặc giống quần cũng rất là đẹp này. Đây này. Mặc kiểu này cũng rất là đẹp nhá. Giá là 79.000 một cái này. Chị Ngọc Mỹ lấy áo 79 cho tôi cái tập áo ấy. Áo giá 79k nhá. Chất rất là đẹp, mượt cực kỳ. Rất là mượt. Mỹ một này, cung xử nữ là hai cái này. Đây ạ, mọi người nhìn rõ ràng áo chưa? Rất là đẹp. Tủ cho khách nhá, không còn là đưa tủ nhá. Mẫu áo này á, mặc với cả quần legging hay là quần bò có chân váy rất là đẹp nhá. Chị đây. Hà Trần mà lấy áo 79 để lại số điện thoại cho em nhá. Đây lên dáng áo cực kỳ đẹp. Còn chân váy này Mỹ Linh lấy size M chân váy này. Chân váy dáng chữ A cực kỳ dễ mặc luôn. Hai lớp có quần bên trong nhá. Mỹ Linh là chơi size M chân váy. 89k đủ size S, M, L, mọi người lấy thì chốt cho em ạ. Chốt cho em nhá. Mỹ Linh là size M chân váy. Chân váy đây. Áo gộp đơn Thu Hà, gộp đơn một cái áo 79.000 này. Thôi được rồi. Áo chết tiệt. 79k quá rẻ. Không, 79k là rẻ lắm rồi đấy. Chấm bi nhá, chất cực kỳ mượt. Chị Hà Trần lấy gì nhỉ? Hương Juli áo 79 gộp đơn này. Chất cực kỳ mượt luôn. Nói bao nhiêu lần rồi? Đây ạ, lên giá xinh không? Mặc với cả quần dài cũng rất đẹp. Hà Trần một cái áo 79 để số đấy, nhìn được. Hà Trần vừa để số đấy. Sẻ hai bên nữa, nhìn kiểu thước tha ấy rất là đẹp luôn. 79k nhá. Chân váy size M chị thi nhanh lê. Từ để em tìm size nhá, cái đồ size bán lâu kinh lên được. Thi nhanh lê một cái chân váy size M. Chân váy nhá, chân váy hàng Việt Nam xuất khẩu đấy ạ. Chị ơi, áo free size 55 cân thoải mái chị ơi. Chị Thủy Huỳnh lấy một cái áo 79, ơ Thủy Huỳnh như có đơn giày. Áo này dáng suông ý, rất là dễ mặc mọi người ạ. Mọi người mua một cái về mặc thử, rất là 51 thích luôn. Cân mặc chân váy size M cho chị em ơi, cho thoải mái nhá. Chân váy có size L. Chân váy có size L nhá. Chân váy có SML. Chân váy đủ size luôn nhá. Chị Hoa Zendy lấy size S này. Áo này mặc kiểu nhẹ lấy tay chân luôn. Lấy chân váy S và áo luôn. Cái áo free size chị có lấy không ạ? Nhưng mà chị đang không tìm cái chân váy size S thì như còn đúng một cái hàm mặc thôi. Một toàn mờ ấy này. Hình như còn đúng một cái S của Hà mặc. Còn toàn mờ thôi. Em ạ. Có mỗi một cái S của Hà mặc thì ra nó cũng xem ấy. Bà đã mặc size S à? Bà vừa đưa được size S đấy. Thế thì còn đúng một cái size S của bà mặc. Chân váy em chỉ còn đúng một cái size S thôi nhá. Chân váy còn đúng một cái size S thôi. Còn đâu là còn size M với cả L thôi nhá. Em đừng ghi chị Hoa gen đi nhá. Còn một cái size S thôi mọi người ạ. Áo 60 cân vừa. Thì đây, gộp đơn, này. gộp con đơn dáng. Rất là rộng. Dáng này dáng kiểu xuông xuông ý. Lấy rất là áo, dễ mặc. Ok, chị Vương Mon lấy áo. Chị Vương Mon có lấy chân váy không ạ? Cho mình một áo cộng chân váy size L. Thực ra cái áo này form rộng, ai cũng mặc được luôn ý. Đây, đừng béo quá là được. Dáng xua mà form rộng ý, mặc lên rất là đẹp, rất là dễ chị mặc. Chị gì lấy chân váy size L. Chân váy bây giờ chỉ còn là M với L thôi ạ. Này, chị Thảo Chip này. Chân váy size L cộng một cái áo này. Mọi người mua về mặc thành set như này cũng rất là đẹp luôn. Chị Minh Hà Đông một cái áo 79.000. Minh Hà Đông một cái áo 79.000 nhá. Minh Hà Đông một cái áo 79.000. Lê Yến lấy chân váy size S nhưng mà dồn đơn nhá. Em ghi Lê Yến chân váy size S nhá. Là nốt cái của mẫu đó. Ok, chân váy là bây giờ chỉ còn size M với cả size L thôi nhá mọi người. Hết size S rồi. Thực ra là cái áo rộng lắm chị ơi này. Co giãn thoải mái nhá. Co giãn 4 chiều luôn. Kiểu nó chất là chất phông giấy. Chất phông giấy rất là nhẹ nhàng. Kiểu mặc lên nhẹ tay. Có đơn chưa? Chất phông giấy mặc lên nhẹ tay luôn nhá. Anh chân váy size M. Mọi người lấy áo đi, chốt cho em là áo 79k. Nguyễn Thị Lan Anh ơi để số nhá. Nguyễn Thị Lan Anh để số cho mình nhá.
kim chi một cái chân vải size M. Em lấy chân vải size L của ai? Rồi đây có một chị mua set đi. Chị mua một set mà. Thảo chiếc chân vải size L của chưa? Mày. Phải luôn. Ok. Thảo chiếc một áo cộng chân vải ơi con này. Nguyễn Lan Anh một cái này. Kim chi một cái chân size M này, bạn này, cúp đơn này. Chân vải còn rất số lượng rất là ít mọi người ạ. Mọi người ai lấy thì chốt nhanh cho em nhá. Đây 56 cân vừa áo nhá bạn nhá. Chân vải dáng chữ A này, hàng Việt Nam xuất khẩu chất cực kỳ đẹp nhá. Đây là kiểu quần váy. Vân Thị Oanh Mai là chân vải size L còn hết. Quần váy này. Vân Thị Oanh Mai một cái chân vải size L này. Cẩn thận nhầm size khác nhá. Mọi người mặc Lê Yến thì... lấy áo 79 cho tôi một tập áo 79 nữa. Lê Yến lấy áo 79 tí em up cả video cho mọi người luôn. Áo 79 là chất kiểu chất áo 79 này, không giấy, nhẹ nhàng cực kỳ, mặc như không Lê mặc. Lê Yến có cái chân váy của mẫu đang mặc nhá. Diệp Thiều lấy áo 79 này. Chị Duyên ra một váy size L và một áo này. Duyên ra một váy size L một áo nhá. Mọi người ai lấy đi chốt nốt nhanh cho em đi ạ. Số lượng còn rất là ít nhá. Mọi người ai lấy thì chốt nhanh cho em nhá. Áo là 79k, chân váy là 89k, size ML. Một áo S và một M là nào? Áo thì là free size. Áo free size. Chỉ có chân váy là có size thôi. Em có thấy chị Phương Anh. Hoa Chu một chân váy size L này. Áo em đang mặc free size nhá, dưới 60 cân mặc vừa. Chất co giãn 4 chiều. Bà Bùi Phương Anh có thấy Duyên Giao. Vương Mon lấy một chân váy size L vào đây có áo 7, áo 79 đúng không? Vương Mon số bao nhiêu đọc cho bạn nhìn đấy. Em ơi nhé thôi chị. Chân váy chỉ còn mấy cái thôi mọi người ạ. Chân váy size M89 dồn đơn về áo ra. Giá nào? Size M ok, bé em lấy một cái chân váy size M. Bé em một cái chân váy size M gộp áo dạ này. Có một set của ai này tâm đang chưa nào à? Cho chị thêm một áo 79. Ok chị Thủy Huỳnh một áo 79 này. Áo này mặc rất là đẹp. Thôi áo này em sẽ bớt cho mọi người 75.000 luôn cho nhanh nhá. Theo cho tất cả mọi người vừa mua hàng 75.000 luôn nhá. Sao em để đấy tí em rửa. Em ghi đi. Áo này em thêm một cái này, áo này em sell 33 số 36 nhá cho chị. Áo này em sell cho tất cả mọi người vừa mua hàng nhá, với cả mua tiếp giá 75.000 một cái. Bành Khánh Năng một cái 75.000 này, 779.000 thành 75 này. Bây giờ 79k thành 75 nhá. Mọi người comment lại là 75k. Em comment áo 79 lấy hai cái. Em ghi luôn nhá, từ bạn mới ghi 75 luôn đi. Mọi người, đơn nốt là được. Mọi người cứ cắt mình đi, áo này em sẽ em sẽ lấy 75.000 hai cái. Đây là áo này em sẽ sell luôn cho mọi người giá 75k thôi nhá. Mọi người ai lấy thì chốt nhanh cho em đi ạ. Số lượng còn rất là ít nhá. Này. Của chị hai cái Thủy Huỳnh rồi ạ. Đẹp quá. Emily hai cái. Có một chị lấy set mà Dan. Cái chị làm set em chưa ghi à? Chị không biết em tự giải quyết nhá. Chị Nguyễn Minh Nguyệt một cái áo 79 này. Nguyễn Minh Nguyệt đơn mở cho chị này. Thủy Bim Bim một cái áo 75 dồn đơn này. Thủy Bim Bim có đơn rồi à? Nghe lạ đấy nhở? Ờ, mình nghe quen. Đây à? Số 19 nhất cho chị một cái áo vào này. Chị Thanh Nhài một cái áo này. Tí cận chân váy size hết nha bạn ơi, chân váy hết ạ. Chân váy còn size M mọi người ạ, size M cả size L nhá đây. Chị Cung Sử Nữ ơi khổ lắm, các chị cứ chốt 79.000 nhưng tí em sẽ sửa giá thành 75.000 hết cho mọi người. Đây là bán sale thôi nhá. Em hết rồi đúng không? Hết rồi không? Còn đúng một tập nữa thôi mọi người ơi. Số lượng rất là ít này. Chị Diệp Thiều đã có đơn nhá. Mọi người không phải lo Diệp đâu. Giá này em sẽ tính cho mọi người 75k nhá. Nhưng ai mua áo này sẽ với giá là 75.000. Cả kể những người đã chốt đơn rồi nhá. Nhưng ai chốt đơn rồi cứ để nguyên giá yên tâm. Lúc chốt đơn sửa thành 75.000 ok chưa? Em sẽ sửa hết thành 75.000 okay, mọi người yên tâm. Thủy Bim Bim ơi chị tìm thấy em rồi nhá. Chị tìm thấy em rồi. Áo đang mặc là 75.000. 75k này, chân váy còn M với cả L nhá. Cái Tâm Lan đã làm chưa? Chân váy Việt Nam xuất khẩu còn M L này. Có lớp quần lót bên trong này. Size M L. Chị có chân váy size M không? Chân váy chữ A nhá, size M với cả size L. Hàng mới ạ. Hàng new thôi nhá mọi người. Áo 75.000. Bà xả lại set vest đi xem ai lấy không? Chỉ 9.000 nhá, còn 2 set. À nhà em còn 2 set vest này. 2 set vest kẻ nhá. Set vest này chỉ tầm dưới 51 cân 52 cân mặc vừa nhá, tùy kim chiều cao. Kim chi M này, số 41. Tùy chiều cao nữa nhá, đây ạ. Set vest này, giá là 99k một set, chất mềm, mềm rất là thích luôn. 99.000 này. Bao gồm một chân váy. Một chân váy có lớp lót bên trong nhá.
Một chân váy có lớp quần lót bên trong. Đây ạ, cả một set này chỉ với giá là 99k nhá. Màu kẻ mặc cực kỳ sang. Em ơi, mẫu này tầm dưới 51-52 cân mặc vừa thôi nhá mọi người. Dưới 51-52 cân nhá, tùy chiều cao nữa. Dưới 51-52 cân này, giá 99k, ai lấy chốt cho em là set 99k kèm số điện thoại. Sao cứ nghe hai cái loạn lên nhỉ? Set kẻ 99k kèm số điện thoại. Cái áo dạ thì mọi người liên quan quan tâm làm gì? Áo màu đi. Chị một áo lanh nhé, ok. Chị Bùi Hoàng Phương Anh một này, chị Anna Nguyễn một này. Áo em đang mặc 52 cân thoải mái. Để cái chân này lại thì trong áo em vẫn cũng không tìm cái chủ luôn. Còn vãi cả đài luôn. Chị bến nể. Áo em đang mặc nhá, dưới 60 cân mặc vừa. Bùi Hoàng Phương Anh một, Anna Nguyễn một. Xét kẻ này 99k có ai lấy không ạ? Dưới 51-52 cân mặc vừa. Ngọc một cái chân váy size L. Có một bạn lấy set với lại tâm đan mãi không nhét, chị biết là kiểu gì cũng nhầm rồi. Có một chị lấy cái set ý, chị khẳng định là em nhầm từ chị ý, em nhầm size của chị ý. Ngọc có Ngọc size L đấy. Cái chân set kẻ này chỉ 51-52 cân đổ lại thôi ạ. Cái set kẻ này chỉ 51-52 cân đổ lại thôi nhá. Áo em đang mặc là chất kiểu chất phong giấy nhá, cực kỳ nhẹ nhàng luôn này, nhưng mà rất là mềm mượt. Chất phong giấy nhá, rất là đẹp. Này đi bà. Cái này phải mặc chuyển sang chất vàng xoè mới đẹp. Ờ, đổi lại. Ừ. Trang size gì? M, mặc M đi. Còn ai lấy áo em đang mặc thì comment nốt cho em này. Giá là 75.000 một cái nhá. Chất phong giấy rất là đẹp. Với cả chân váy còn size M với cả L. Có một bạn set đâu. Chân váy hàng Việt Nam xuất khẩu, chân váy chữ A nhá. Ai lấy thì chốt nốt cho em. Ai lấy chốt nốt rồi sẽ qua mẫu khác luôn cho mọi người ạ. Chị mà lấy, chị ơi, chị lấy áo em đang mặc thì chị comment cho em theo đúng cú pháp là 75k kèm số điện thoại nhá. 75k kèm số điện thoại. Chân váy là 89k. Cái áo này ship cùng nhá, ship một cái không ship ở đâu. Cái này nhà em chỉ dồn đơn thôi nhá. Còn ship một cái 79k thì em sẽ không ship đâu. Đây ạ, chân váy dáng chữ A này. Có quần bên trong nhá, có quần bên trong. Có size ML, giá là 89.000 một cái. Hàng Việt Nam xuất khẩu. Đây, hàng Việt Nam xuất khẩu tag mark đầy đủ này. Ai lấy thì chốt cho em nha, em sẽ qua màu khác luôn đây ạ. Hà Trần đang có cái gì rồi? Em sẽ qua màu khác nha mọi người lấy thì chốt nó cho em này. Trang Jenny lấy áo đang mặc ghi đơn mới nữa nhá. Quá đẹp luôn. Vương Mon rồi ạ. Rồi bà thay đi nhanh lên. Qua mẫu nỉ hà, nỉ hoa Quảng Châu đi. Size S này của ai? Ừ, cái chân váy size S của ai đấy? Vừa đấy bảo thiếu nhỉ? Ờ. Hà Trần của bạn, ờ đúng rồi, có bạn nào là có áo rồi đấy. Của 39. Chân váy co giãn nhá chị Thảo ơi. Chân váy này chị này, em test cho chị nhá, đây. Chân váy co giãn nhá chị ơi, chất co giãn và chất mềm nhá. Chứ không phải chất cứng đâu nhá, chất mềm. Chất đẹp lắm luôn chị ơi, chất đẹp lắm, em khẳng định luôn, mặc sướng cực kỳ. Em đang mặc một cái đây, đang bầu còn mặc ở đây. Thu Hà đã có áo hộp đơn, em đang đi tìm cái gì đấy? Cung sử nữ hai cái này. Vân Thị Anh Mai chân váy size L chưa nhỉ? Im chị đọc cho từ từ, im chị, chờ có một cái chị biết vì sao làm nhầm. Chị Thảo chip là áo cũng chân váy L chưa? Thảo chip. Em qua tiếp. Chị xem chân váy L không? Mọi người sẽ qua mẫu áo nỉ hàng Quảng Châu nhá. Áo nỉ này là hàng Quảng Châu. Áo nỉ hoa này. Áo nỉ hoa hàng Quảng Châu này. Đây nhá mọi người nhìn này, hoa cực kỳ sắc nét luôn nhá. Hoa cực kỳ sắc nét luôn. Thế là đủ chưa? À, bộ vest kẻ nhà em có giá là 99k nhá đây ạ. Em sẽ cho mọi người xem lại này. Bộ vest kẻ nhá, chất mềm rất là đẹp, màu kẻ cũng rất là sang nhá. Đây ạ, lên form như này nhá. Áo vest với cả một cái chân váy dáng chữ A. Giá là 99k một set. Nhưng mà như thủy hình thì đưa cho bạn đến hết rồi. Mẫu này 51-52 cân đổ lại nhá. Vương Mon một chân váy một áo. Mẫu này 51-52 cân đổ lại này. Giá là 99k một set. Em ơi ghi đơn mới ơi, chị Nini chân váy L. Chị Hà Trần có chân váy size S chưa? Chị Hà Trần có đặt size S đâu? Chị Hà Trần có mỗi áo chị Hà Trần chưa có chân váy S nhá chị nhá.
Chân váy S em hết rồi, chị lấy size M cũng được chứ, nó xem nhau mà. Sẽ kể 99k nhá. Xem chị Hà Trần đã có cho em. Chân váy size L còn đúng một cái này. Nini này. Áo này 89 à? Hàng Quảng Châu hôm qua sale bao tiền em? 85 à? 85. Áo này hàng Quảng Châu nhá. Xem còn size gì cho tôi nhớ. Hàng Quảng Châu hình như có M L. Đây là M size L đó. Cái kia kìa, một tập kia tập size L hay sao ấy? ML, hàng Quảng Châu đúng không? M. Áo này chỉ còn size M thôi, khoảng 53 cân đổ về. 55. M. Size L rồi, hôm qua mua hết rồi. Áo này đang mặc nhớ chỉ có duy nhất một size M, còn tầm 55 cân đổ lại. Còn duy nhất size M thôi nhớ, 55 cân đổ lại. Tìm được chưa? Đây là nỉ hàng Quảng Châu ạ. Đây nhá mọi người ơi, đây là chất nỉ hàng Quảng Châu nhá. Cam kết chất đẹp luôn cho mọi người, cực kỳ dày dặn luôn. Cái hoa này in cũng rất là kiểu sắc nét đi. Chị Vương Mon đã có cả áo của chân mày chưa? Chị Thiều Ai. Giá là 85.000 một cái này. Chân mày đang mặc không bán ạ. Chân mày đang mặc không phải chân mày lúc nãy nhá. Đây là chân mày xòe. Kia là chân mày chữ A. Emily Lee có hai cái chưa? Xét kẻ còn nhá mọi người ơi, xét kẻ còn nhá mọi người, lấy thì comment cho em là xét kẻ 99k kèm số điện thoại nhá. Chân váy chữ A còn mớ mà. Chân váy chữ A còn bảo ngày mai qua lấy để chọn thêm giày gì. Chân váy dáng chữ A lúc nãy còn size M nhá, còn size M ạ. À, Bành Khánh Năng. Này, Khánh Năng 16. Mét 65, 65 cân vừa. Không vừa. Không vừa đâu chị ạ. Cái này chỉ tầm mét à, chỉ tầm 55 cân đổ lại nhá. Em ơi, chân váy vừa nãy bạn mẫu mặc còn hai cái size M ạ. Đây, còn hai cái size M nhá. Chữ A nhá, lúc nãy chân váy chữ A. Chị Emily lấy áo 85 dồn đơn. Áo này hàng Quảng Châu nhá. Nhà em là kho nhờ xả mới có giá là 85k một cái. Emily 85 này. Cung Sử Nữ lấy set kẻ 99 này. Set kẻ 99 của Cung Sử Nữ này. Đây ạ, áo nỉ nhá, áo nỉ hoa. Chân váy xòe nhà em hết ạ. Một váy chữ A size M. Váy chữ A là váy gì đấy? Váy đấy, Bích Nhi một cái size M. Cái này chữ A mà. Em kéo lên trên nhá, Bích Nhi. Thanh Nhài rồi đúng không? Em Lily là hai chiếc rồi à? Làm đơn chị Nguyễn Minh Nguyệt chưa? Nguyễn Minh Nguyệt tồn áo bi. Cái bi này có một áo bi thôi chị ơi. Thì một áo đấy, Thủy Bim Bim một áo. Áo em đang mặc chỉ có size M nhá, dưới 55 cân đổ lại mặc vừa ạ. Dưới 55 cân đổ lại nhá, mọi người ai lấy thì chốt cho em là 85k kèm số điện thoại. 85k kèm số điện thoại nhá. Anh rồi đúng không? Bùi Hoàng Phương Anh rồi đúng không? Bùi Phương Hoàng Anh. Mẫu này mặc với cả quần dài, chân váy, quần bò. Cái gì mặc cũng rất là hợp luôn. Giá là 85.000 một cái này. Tôi chốt thiếu bỏ sau ấy. Áo bi à? Áo bi cú mèo, một cái áo bi. Áo bi sắp hết rồi. Váy size L gộp. Size L hết rồi chị Như ơi. Chị bao nhiêu cân có thể mặc sang size M được không? Bởi vì chất váy rất là co giãn. Còn hai là size M thôi. Ok, mọi người ai lấy áo này thì chốt nốt cho em, xong rồi sẽ qua mẫu khác nhá. Mọi người ai lấy áo này thì chốt cho em là 75.000 kèm số điện thoại. Của tớ hai áo 75 và một áo 85 nhé, Emily. 75k okay. Này. Áo mẫu mặc là được sale thôi nhá, bình thường không có giá đâu cả nhà nhá. Đây là hàng Quảng Châu nhá, sale mới có giá. Em tìm cho bà tìm cho tôi như một tập ở sát kia còn màu này đúng không? Còn mẫu cờ đúng không? Áo bi chỉ có màu đen, màu trắng thôi ạ. Sát trên hay sát dưới? Sát dưới. 75.000 áo này rẻ quá nhỉ, rất đẹp. Để không bị lộ. Điên à, ở trên kệ ấy. Còn một tập áo cờ đúng không? Tôi không thấy áo cờ luôn. Mà tại sao lại cho mẫu đi tìm nhỉ? Ra tìm đi em. Không thấy áo cờ. Đây bà ơi, mặc cái nỉ kẻ đi. Nỉ kẻ còn 2-3 cái sale nốt này. Mọi người đợi em qua mẫu khác nhá. Một chân váy A size M Mỹ Trinh. Mỹ Trinh một cái chân váy size M. Đây. Mỹ Trinh một cái size M này. Áo bi to là cái gì hả bà? Như Suri lấy áo bi à? 75k gộp đơn nhé, 75k là cái gì? Đấy, áo bi 75.000. Áo bi này chị Vương Mon có rồi mà. Chị Vương Mon có đơn rồi mà. Áo cơ Nhật. Như Suri đã có này chưa? Bởi vì mấy áo này em bán giá rẻ em rồi nên là từ hai cái em mới ship nhá. Chị có thể gộp đơn. Như Suri có áo bi chưa? Chưa. Này thêm một áo bi này. 75.000 nhá. À cái mẫu áo kẻ này nhà em còn 2-3 cái.
2-3 cái nhá, 89.000. 2-3 cái nhá, giá là 89k một cái này. Cái này là chân nỉ da cá nhá mọi người, chân nỉ da cá rất là đẹp luôn. Đây ạ, à, chân nỉ da cá nhá, rất là dày dặn. Cái này còn mấy cái thì khách ao thôi, không hết. Giá là 89k nhá mọi người, ai lấy áo nỉ kẻ em đang mặc thì mọi người cho mình cho em là áo đúng không? Áo. Mọi người ai lấy áo nỉ em đang mặc thì mọi người cho mình cho em là kẻ. Để em kiểm tra nhá chị Phương Anh. Em ơi có thấy áo cờ không? Một tập ở sát kệ thứ ba từ dưới lên. Nỉ, mọi người ai lấy đi cam mình. Cái trang trắng ra là cái gì đấy? Mới. Hả? Hàng mới về à, tí mặc cái này đi. Mọi người ai lấy áo em đang mặc thì cam mình cho em là Nini một cái nỉ kẻ này, Nini của đơn rồi. Kẻ 89k nhá. Nini y dài có đơn rồi. Mẫu này là do khách ao ra thôi chứ bình thường mẫu này hết từ lâu rồi. Rất là hot, 89.000 một cái này. Ở dưới có bao chu nhá. Em ơi, Hương Julie ơi, em hỏi 60 cân ở Trung Trung chị không biết đâu. Chị chỉ biết đấy là chân váy hàng Việt Nam xuất khẩu có size S, M, L, ok chưa? Và nếu mà chân váy mà đến có size L mà chất co giãn chắc là 60 cân vừa đấy. Bởi vì có người mông to mông nhỏ ơi khó lắm. Ừ. Uyên Nguyễn Thị Lan Anh kể 89 dồn đơn này. Ai lấy thì comment cho em là kể 89k này. Còn một tập mà chị chắc không cho chị vừa nhìn thấy lên sao? Lên dáng cực kỳ xinh. Emily Lee kể 89 dồn này còn 3 cái. À 4 cái cả một cái mà. Còn 4 cái nhá mọi người ơi, ai lấy thì cho nó cho em đi ạ. Còn 4 cái nhá, giá là 89. Áo này thì bán nhiều lắm rồi. Cảm ơn ơi. Quá nhiều. Nếu chị không nhầm thì phải rút cái tập bao bạc kia ra là em nhìn thấy. Hoặc là em nhìn ở ngang ấy là sẽ thấy. Ai lấy thì comment cho em là 89.000 này. Còn 4 cái nhá. Còn 4 cái. Chân nỉ da cá này. Chị bảo hôm nay rồi em không cầm xuống. Chân nỉ da cá cực kỳ đẹp. Giá là 89.000 nhá. Ai lấy thì chốt nốt cho em. Chân váy chỉ có L thôi mà size L hết. Chân váy chỉ còn size M thôi. Thay mẫu đi Hảo ơi. Em qua mẫu khác nhá mọi người ơi. Em qua mẫu khác nhá. Gì đấy? Qua mẫu mới à? Không, từ từ, đừng mặc mẫu đấy, để tụi. Chúng mày. Bà mặc cái kẻ trắng ấy. Mặc cái mới đấy á. Đấy, cái bàn cái mới. Quần này. Chúng ta xả quần ấy, không còn sai gì cả nốt. Nó tập nỉ. Có còn một tập thôi, phải một tập một cái bút buộc ấy. Cá bò là còn một cái này, rút ra đi em ơi. Cá bò còn hai cái luôn. Thế kẻ còn à? Mặc áo gì trắng đi. Nó hơi nhiều màu trắng lắm, thì đấy rồi. Thì cái này mỗi một cái chuẩn bị chứ mà. Cái này cũng còn luôn. Em qua mẫu nỉ này. Mẫu nỉ kẻ trắng nhá. Mọi người em qua tiếp mẫu nỉ kẻ trắng. Đây là hàng mới về nhá. Đây là hàng mới về này. Đây ạ, chất nỉ nhá. Chất nỉ cực kỳ đẹp luôn. Chất nỉ da cá cực kỳ mềm mượt. Giá là... À quên bắt đợi em xem giá. Mẫu này thì tầm dưới 58 cân đổ lại nhá. Ở dưới có bo chun. Ở dưới bo chun nhá. Thế nên là mọi người không sợ kiểu bị thùng thình đâu. Bởi vì cái form nỉ là form thụng. Form nỉ là form thụng nhá. Rất là dễ mặc. Kiểu bụng to các kiểu mặc đều giống người đi hết ý. Không sợ bị kiểu lộ bụng các kiểu đâu. Đây là hàng mới về này. Mọi người đợi em xem giá nhá. Chị ship áo kẻ mẫu đang mặc cho em. Hôm qua em có đơn, hôm qua shop inbox nhưng mấy em bị lỗi. Hoàng cái Diệu Linh. Một cái nỉ 89 nhà mình vẫn gửi. Nhưng mà ship rẻ mọi người ơi. À đấy chắc cũng rẻ thôi. Mọi người đợi em xem giá. Chờ một tí thôi. Chờ một tí. Sao trong lúc mà chờ bà bán combo áo phông đi nhỉ? Chờ một tí. Combo áo phông nhớ không? Còn hai combo đấy. Bao nhiêu nhỉ? 79 này. 75 đi cho nhanh. Còn hai combo áo phông này em xả nốt 75k này mọi người ơi. Còn hai combo áo phông nhá. Bao gồm một áo phông kẻ này, một áo phông kẻ cô gái nhá, chất cốt tông mềm cực kỳ. Áo em đang mặc mọi người đợi em xem giá nhá. Em đang xem giá mọi người đợi một tí ạ. Bao gồm một áo phông kẻ và một áo phông trắng. Giá là 75k một combo. Một combo là gồm hai áo nhá. Mọi người ai lấy thì comment cho em là combo 75k. Combo 75k kèm số điện thoại này. Chất cốt tông cực kỳ đẹp nhá. Cái này là form suông nhá mọi người, mặc rất là dễ mặc. Dưới 62 cân mặc vừa nhá, rất là dễ mặc.
lấy các mình chơi là combo 75k kèm số điện thoại. Em ưu tiên những người gộp đơn nhá, combo này chỉ còn 2 combo thôi. Đang mệt mày vãi. Ưu tiên cho những người gộp đơn này. 75k một combo, ai lấy các mình là combo 75k. Áo anh đang mặc có giá là 79.000 nha. Chị Vương Mon gộp đơn à? Vương Mon một này, cung sử nữ một là hết này. Ok, combo hết rồi nhá. Bây giờ em sẽ bán như. Bây giờ em bán áo em đang mặc nha mọi người. Bây giờ em bán áo nỉ kẻ em đang mặc có giá là 79.000 một cái. Chất nỉ da cá này. Chất nỉ da cá rất là đẹp nhá. 79k một cái mọi người lấy áo này thì comment cho em là kẻ 79k. Đưa áo phông kẻ đi bà bán đi, còn một cái à? Ai lấy nốt để 40.000. À còn một cái phông kẻ này, cái này rồi nhá. Còn một cái em bán nốt 40k một cái, ưu tiên cho ai dồn đơn này. Ai lấy chốt cho em là kẻ 40k kèm số điện thoại. Kẻ 40 kèm số điện thoại này. Chất đẹp lắm. Chất cốt tông lạnh lạnh ý, rất là đẹp. 40k nhá, 40k kèm số điện thoại, chỉ còn một áo kẻ này thôi ạ. Minh thu một áo 79, ơ chết rồi, không ai vứt tập lỉ này xuống đây à? À vứt cho tôi một tập đấy. Đây nè. Biết rồi em ơi, chị biết rồi, Minh thu dồn đơn một cái áo 79 này. Áo nỉ kẻ này mặc lên rất là đẹp luôn đấy ạ, kiểu đen trắng rất là đẹp. Chị nào lấy áo phông ở đây ạ? À? Kẻ trắng 79k, 2 chiếc gộp đơn là cái này à? Ừ. Kẻ trắng này 79.000 nhá mọi người lấy thì comment cho em là kẻ 79k. Chất da cá cực kỳ đẹp luôn. Cái này mặc với cả quần legging, quần bò, cung váy. Cung okay. Okay cung sử nữ có combo 75 rồi mà nhỉ? Ừ có rồi. Vừa xong đấy. Có rồi. Cung sử nữ có rồi mà. Cung sử nữ có rồi nhá. Kẻ 79 Minh Thu ok rồi này. Còn ai lấy kẻ 79 không ạ? Em ơi xe bỏ bò đi, còn 2 cái thôi. Áo khoác bò nhá. Đây có 2 hình luôn. Áo khoác bò này có 2 hình này. Ô, cái này bán rồi xong khách lại ao, tôi mệt lắm. Áo khoác bò nhá, đây là mặt Ngọc, sau Ngọc này. Kẻ 79 rồi này. Mặt sau hình cô gái nhá, cái này là áo khoác hàng. Rất là đẹp luôn. Đây ạ. Áo khoác bò này. Đây nhá, đây là màu bò nhạt. Màu bò nhạt nhá với cả màu bò đậm hơn một tí này. Cái bi là 75.000 à? Bi 75. Với cả màu bò đậm hơn này. Đây ạ, có hai cái áo khoác bò này nhá, chất cực kỳ đẹp, chất bò rất là đẹp luôn, chất bò chuẩn hàng loại một. Đây nhá, mặt sau hình đây, có hai hình nhá, hình này màu đậm hơn màu hình kia một tí ạ. Cái này bao nhiêu ạ? Hả? 149. Áo khoác bò này là 149.000 nhá, 149k có hai hình này, khoác lên kiểu mặc rất là đẹp. Đây ạ, ở đằng trước đây nhá. Ở đằng sau là hình. Cái kia ở đằng sau là hình cô gái này. Cái này màu nhạt hơn này. Ai lấy comment cho em là 149k nhạt hoặc là đậm. Cái này là màu nhạt nhá. Màu nhạt là hình cô gái. Nhạt hoặc là đậm này. Đây ạ. Hàng Quảng Châu, cái này Quảng Châu nhá. Cái này hàng đấy. Quảng Châu chất bò này. Chất bò. Em ơi gọi nhầm. Hàng loại 1 à. Luôn. Chất bò cực kỳ đẹp. Loại mẹ một này. Số mẹ sang số mẹ chị đây nào. Ai vào khoác bò đậm và khoác bò nhạt này. Thủy Dương Nguyễn Thị. Tôi không biết. Út Uyên lấy nhạt để số nhá. Áo bò chỉ có 2 cái thôi ạ. Lấy Út Uyên 145.000 nhá. Trần Thị Thúy Hằng mà lấy đậm thì để số ạ. Ừ. Út Uyên để số rồi. Trần Thị Thúy Hằng mà lấy màu đậm thì để số, còn đúng một cái hàng hàng còn một cái màu đậm thôi nhá, màu đậm rất là đẹp này. Bò nhạt hết rồi ạ. Chị có thể chuyển sang màu đậm không ạ? Áo chị nhạt. Trần Thị Thúy Hằng ơi, bà màu ơi, nhạt hết rồi. Bà có cái áo gì bên trong để mặc cái set vest hồng không? Không. Set vest này á? À, lấy cái áo đen valo của chị đây. Cái đen valo chị ấy mặc quay áo dạ ấy. Xong rồi bà mặc cái quần này với cái áo đấy không khoác cái hồng hồng à? Bà mặc được đúng không? Được. Ai lấy áo em đang mặc thì các Trần Thị Thúy Hằng này. Lấy đậm rồi ok hết luôn nhá. Mọi người ơi, áo em đang mặc có giá là 79k nhá. Áo nỉ chất da cá. Ok chị. Áo nỉ chất da cá này rất là đẹp này. Mọi người lấy áo này thì các mình xem 79k xong rồi sẽ qua mẫu này. 79k nhá rồi em sẽ qua mẫu khác luôn đây ạ.
79k kèm số điện thoại nhá. 79k kèm số điện thoại. Vâng ạ, em sẽ qua mau luôn đây mọi người, ai là đi chơi nốt cho em nhá. Bà mà thử xe vé cho khách đi. Bán nốt cho hết đi. Váy suông ok này, có cái váy kẻ đẹp mà. Có cho lơ lửng đi, không ai nhìn thấy đâu. Đưa áo đen cho Hà cho. Emily gửi này. Địa chỉ của tôi nhé. Hả? Sao hủy rồi sao? Bây giờ đặt à? Bà ấy hủy đơn rồi mà. Sao chữ bài này kinh này hả My? Mới có 58 đơn thôi. Quá ít. Cố lên Hà ơi. Chị Trang đi hôm ấy, bởi vì hôm qua chị bảo chị là để tìm cho chị thêm một đôi búp bê xe 37. Chị bảo cái vâng cứ chờ em. Để em tìm mai lấy. Có cửa nào? Phương à? Ôi giời. Bà ra đi, bà ra đi. Rồi rồi ra đi. Ôi Hà mặc cái set này đẹp phết. Ui Hà ơi, rồi à. Đấy, thấy chưa? Rồi rồi, ok. Bà mặc quần này bị rộng đúng không? Rộng mang kèm nhá. Ừ, kèm đi. Bà mặc bị rộng, không sợ đâu. Khách toàn khách to hơn bà mà. Alo? Cả mình. Ừ. Mọi người, em mặc xe vest này. Em sẽ phát áo cho mọi em người ơi, nhá. Em ơi, chị chuyển khoản nhá. Chờ một lát, từ từ chị đang làm việc, không tí chị chuyển khoản cho nhá. Xe vest màu chị hồng chuyển đó. Chuyển tiền cho ship đến cửa hàng chị, nhân viên chị nhận nhá. Đi đi. Ở Hà Đông em. Phương đóng hay là Gan đóng? Rồi ok. Đưa cái túi, đưa kéo bỏ đây. Quên mẹ nó không chuyển tiền cho nó. Ok. Thằng vừa đây em mặc xếp vé nhá. Bắt đầu. Không có việc tin banh à? Hả? Bà mặc bị rộng đúng không? Kệ nhá, cho người lên giá nhá. Ờ, bảo em mặc bị rộng. Mọi người ơi, xếp vest màu hồng đất đây nhá. Em mặc hơi bị rộng. Mọi quá người... rộng bây giờ phải rộng. Em mặc cái vest này hơi bị rộng một tí. Bạn mẫu là 47 cân nhưng mà cao 1m6. Thì các chị mà ấy hơn thì sẽ mặc được hơn. Em đậm người hơn một tí, đậm người hơn một tí mặc sẽ rất là đẹp. Đây nhá, em đây là em chỉ mặc lên dáng cho mọi người nhìn rõ dáng thử của xếp vest thôi. Màu hồng ở ngoài đẹp hơn trong cam nhá, màu hồng ngoài nhạt hơn trong cam này. Đây nhá, ở đằng sau nhìn cái giá đằng sau kiểu vừa rất là đẹp. Xe vét này có giá là 129k nhá. 129k mọi người đặt. Người inbox cho tách luôn đi. Làm luôn đi. Mọi người đặt đậm quần một tí ạ, mặc lên rất là đẹp nhá. Quần cạp cao này. Thế không lấy thì bỏ ra. Bỏ đâu mà bỏ? Cái này là quần cạp cao. Đâu? Quần cạp cao nhá, thế nên là mọi người đo eo trên nhá, mọi người đo eo trên nhá. Đo eo trên 1m58 45 cân thôi, mặc sợ rộng nhỉ? Ờ. 58 mà 45 cân thì mặc sợ rộng đấy chị ạ. Đây đây đây. Đây nhá, cả một set Huyền này Huyền Trang hủy ra đi em. Bạn ấy đặt set đầu bây giờ bạn ấy bảo bạn ấy rộng, thế thì bạn lấy cái set kẻ này này. Ờ, lấy set kẻ thì vừa. Luôn. Lấy set kẻ là vừa luôn ạ. Đây nhá này. Lớp 2 lớp à, áo 2 lớp nhá. Bà áo 2 lớp đi, bà cởi áo vest ra đi. Mặc cái em quần này xinh này. Cái quần này mặc mix với áo cũng xinh này. Mọi người mặc quần này mix với cả áo 65 cân cao mét 65 cũng vừa. Huyền Trang có đổi sang set kẻ không em ơi? Đầu tiên lấy kẻ vừa rồi em đổi chứ. 65 cân cao 1m65 vừa không? 65 không vừa đâu, chật. Ờ. Đây nhá, quần này, quần đây là quần cạp cao nhá mọi người, đây là quần cạp cao. Tôi mặc vừa đấy. Ờ, bà mặc vừa đấy. Mẫu này đậm đậm người một tí thì mặc sẽ rất là đẹp mọi người ạ. Đậm đậm người một tí nhá, giá là 129.000 một set. Giá là 129.000 một set. Ai lấy chốt cho em là set 129k kèm số điện thoại. Áo đen không bán đâu ạ. Áo đen là em chỉ mặc lên để khoác cho mọi người nhìn lên rõ dáng của áo của bộ vest thôi. Không lấy đâu, tại thích set hồng 080 488 080. Cái set kẻ đẹp mà. Cái set kẻ này mặc lên cực sang luôn đấy ạ. Có ai lấy set hồng này không ạ? Đây nhá, áo này.
áo đây nhá, áo 2 lớp, áo vest 2 lớp, giá là 129k một set. Chỉ còn mấy set nữa thôi. Đấy, em tưởng là chị đặt hàng rồi nhá, chị không thích đâu chị vẫn phải lấy. Thì mình không thể đi bù hàng của người khác được. Đây nhá, đây ạ, áo vest này với cả quần cạp cao như em đang mặc nhá. Giá là 129.000 một set. Baby doll mèo hết rồi bà. Baby doll còn cô gái này. Baby doll mèo còn cô gái nhá. Còn hình cô gái thôi, đâu nhỉ? Đây để em cho mọi người xem cái baby doll. Đâu rồi đấy? Bắt đầu vừa để đây xong, bà tìm đấy đi. Em ơi. Ừ, em chuyển ra tài khoản, em nhận được tiền rồi nhá, chị chuyển từ ngân hàng, chị nhận được luôn đấy nhá. Ok, chị chụp giao dịch rồi nhá. Ok, thì chờ chị một tí, chị nhắn tên địa chỉ nhá. Đây. Rồi, ok, ok. Baby doll okay. Còn hình cô gái màu hồng này thôi. Màu hồng phấn nhá. Màu hồng đất. Màu hồng đất nhá. Đây ạ, còn một cái. Đằng sau còn là bộ màu. Còn ai mà lấy cái này em xả 85.000 luôn. Xả lỗ. Đây ạ, baby doll đằng sau thunder nhá. Đằng sau thunder này. Xả luôn 85.000. 78 cân cao mét 6 vừa cái bộ vest em đang mặc nhá. Vừa bộ vest em đang mặc đấy ạ. Mình nghi lên cho đơn giày à? Lên một mình đấy. Ít thôi. Còn 13 đơn thì phải. Bà ơi. Baby doll nhá, 70 à đâu? 80 mấy à? 85. Big Nhi dồn đơn này. Ok, Big Nhi dồn đơn cả 85. Big Nhi là 85k. 53.